Hello các bạn, tiếp tục là mình đang đứng ở quầy InnoStar ha. InnoStar do công ty Hành Nặng phân phối và Mai Nguyên đang là đại lý chính thức ha. InnoStar cũng đến với triển lãm CES năm 2024 với một cái quầy hàng cũng khá là đẹp. Mình chạy qua đây và mình quay cho các bạn coi cái quầy của họ như thế nào nha. Công ty Hàng Đặng là nhà phân phối và công ty Mai Nguyên là đại lý kinh doanh. Kinh doanh cái thương hiệu này cũng khá lâu nay các bạn. Pin dự phòng màu sắc đẹp đẽ ha. Đây là khu vực họ tham quan. Và đây là cái khu vực họ tham gia cái CES năm nay. Ở đầu kia là Shaggy. Nãy mình mới quay và ở đây là InnoStar. Cái bảng bên ngoài họ tạo dấu ấn với cái dòng Ultralight, mấy cái túi xách chống sốc rất là đẹp mắt ha. Thì mấy này mình sẽ quay một vòng nhanh thôi, tại vì sản phẩm đúng đều có Mai Nguyên hết rồi. Những gì có thì mình đã trên tay và mình sẽ trên tay trong thời gian tới các bạn nha. Dòng này là Transmax, cái ốp lưng trong suốt, những cái dòng mới Powermax Dual 2-in-1 mà. Và những cái hộp quá quen thuộc các bạn ha, cáp sạc không dây, Powermax Slim, hit MagSafe. Đó, phía trước là một cái hình ảnh khá đẹp của một cô gái cầm cái điện thoại màu hồng với cái pin màu hồng ha. Và đây là cái khu vực của họ trưng bày mấy cái túi chống sốc nè, và một số cái túi mới. Thì năm nay InnoStar mới làm túi ha, mấy năm trước họ chưa có làm các bạn. Và cái túi chống sốc nè, dành cho máy tính 14 inch, màu sắc rất là đẹp. Đó, thì mấy năm trước thì họ chưa làm, năm nay họ mới làm. Cái túi chống sốc InnoStar dành cho máy tính 14 inch đây rất là đẹp. Túi nhỏ nhỏ đeo chéo nè các bạn. Và những cái ba lô nữa ha, cũng khá là xinh, khá đẹp các bạn. Đó, ở bên cái vách này ha, logo InnoStar ở trên. Bên cái vách này thì họ trưng bày cáp nè. Các loại cáp đủ màu luôn, được bọc vải dù khá đẹp ha. Rồi một số cái hộp thành phẩm ở đây. Những cái hình ảnh trưng bày sạc không dây. Rồi đây là những cái khu computer back và backpack các bạn ha. Những cái túi chống sốc dành cho máy tính nè. Đó, túi chống sốc dành cho máy tính. Rồi mấy cái ba lô. Ba lô này thì cũng dành cho các bạn nào vi tính làm việc văn phòng ha. Mẫu mới nha các bạn. Hy vọng năm sau Hàng Đặng sẽ đem toàn bộ những dãy sản phẩm này về phục vụ nhu cầu các bạn ở Việt Nam. Cũng khá đẹp ha. Kiểu như tâm tóc các bạn ha. Đầy đủ sản phẩm luôn, từ cái miếng InnoStar dán 3M nè. Đó, dán cho cái bộ MacBook ha, cho tới những cái túi chống sốc, rồi những cái túi mang đi làm hàng ngày dành cho người dùng máy tính. Đó. Rồi cái khu vực trưng bày mấy củ sạc nè, họ để ở đây. Đó, mấy củ sạc nhỏ 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 mình có hết rồi, sử dụng hết rồi. Đó. Rồi mấy cái cục pin dự phòng Transmax ha. Transmax là mấy cục này mới nè, trong suốt các bạn. Trong suốt ở cái khu vực nào đó thôi. Đó, đây trong suốt này, bo mạch nè. Ghê không? Ra cạnh tranh với ông Dương Trần nè. Cạnh tranh với những cái thương hiệu khác cũng đang có xu hướng làm trong suốt các bạn. InnoStar cũng có, nhưng mà trong suốt một phần nào đó thôi. Mỗi hãng có một cái cách trong suốt khác nhau. Đây là những cục Powermax Slim cũng rất là quen thuộc ha. Đó, thì thấy cái này là mới trong đợt CES lần này thôi. Transmax Dual USB C, tức là hai cổng C bên này một cổng nè. Ở bên này một cổng, hai cổng đối xứng với nhau. Còn lại là hít từ và trong suốt các bạn ha. Đó. Khá đẹp. Đó. Mấy củ sạc nhỏ nhỏ rất là xinh. Củ sạc nhỏ nhỏ khá xinh xắn ha. Đó. Các bạn nữ sẽ rất là thích những cái phụ kiện này. Đó, mình thấy hai bạn nữ ngoài kia đứng chụp hình suốt. Bởi vì những cái màu sắc năm nay họ lên những cái sản phẩm khá là thời trang và bắt mắt các bạn ha.
đủ màu sắc, rất là phong cách luôn. Đồ công nghệ bây giờ thì càng ngày càng sắc màu, càng thời trang, nó làm giảm đi cái gì đó nặng nề về cái những món đồ công nghệ mà trong cái mắt mọi người ngày xưa giờ đó là nó khô cứng. Rồi một vòng nhanh thôi các bạn, và mình chào cô này quản lý InnoStar, và cũng là người quen đến từ InnoStar, cũng qua Việt Nam rồi, ghé Mai Nguyên rồi, thằng Đặng dẫn qua. Rồi mình kết thúc video này ở đây nha các bạn. Các bạn có yêu mến cái thương hiệu InnoStyle, thích cáp sạc, những cái đồ liên quan tới phụ kiện thì ghé vào trang web mainguyen.vn, gõ cái chữ InnoStyle vô. Và sản phẩm này, thương hiệu InnoStyle này do công ty Hàng Đặng phân phối tại thị trường Việt Nam, và Mai Nguyên đang là đại lý chính thức. Kết thúc video nhanh. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.